Kính thưa quý vị, đến với Live Show Sóng 2022, chúng ta hãy cùng với năm sứ giả vượt thời gian, vượt qua từng đợt sóng, cảm nhận từng hương vị cùng bậc cảm xúc. Và không ai khác, đó chính là năm MC với những cảm xúc, lối dẫn, màu sắc khác nhau sẽ giúp cho quý vị cảm nhận từng nốt thăng trầm trong tình yêu qua từng thời kỳ. Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những câu thơ đắt giá nhất trong bài thơ Sóng của tác giả Xuân Quỳnh. Một chữ sóng nghe thì có vẻ rất đơn giản và dễ hình dung, nhưng chỉ khi khai thác ta mới cảm thấy nó thực sự rất thú vị. Nhắc đến sóng ở dạng động từ, chúng ta thường mường tượng để đối một hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt như một đại dương bao la. Nhưng khi sóng nằm sâu trong phần nội tâm và tiềm thức, đó là biểu hiện của tâm tư, tình cảm của những lứa đôi khi đang yêu nhau. Và sóng cũng mang cho mình hình tượng của sự mạnh mẽ và cuộn trào. Từng đợt sóng lớn nhỏ cứ thế nối đuôi nhau, khiến ta liên tưởng đến sự bền vững và kỷ niệm không ngừng nghỉ. Và đó cũng chính là những điều mà những người thực hiện chúng tôi muốn mượn tên của Sóng để đặt tên cho live show của Keiko. Với Sóng 2019, chúng ta đã đi qua từng giai đoạn của tình yêu. Và hãy để Sóng 2022 nối tiếp câu chuyện đó, dẫn đưa chúng ta đến câu chuyện tình yêu qua từng thời kỳ phát triển của đất nước. Và hãy cùng với Phương Thanh, Tấn Trực, Hồng Phúc, Tấn Huy và Phương Linh quay ngược thời gian, trở về nơi khởi nguồn của tình yêu, và chúng ta sẽ được khắc tạc hết trên sân khấu của ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu ra khơi với Sóng, và một lần nữa chào mừng quý vị và các bạn đến với Live Show Sóng 2022 Tình yêu xưa và nay. Văn hiến thiên niên quốc, xã thư giảng lý đồ, hồng bàn khai tịch quốc, nam phục nhất đường ngu. Bốn câu thơ xúc tích được khắc tạc trong ngôi điện Thái Hòa đã khắc họa toàn vẹn dòng chảy lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam. Văn hiến ngàn năm trải qua các biến động lịch sử thăng trầm như bị bắt tù cả thiên niên kỷ, nhưng đến cuối cùng dân ta đã thu thiên hạ về nguồn cội và lập nên các triều đại phong kiến trung ương tập quyền, trải qua các triều như Đinh, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Tây Sơn và triều Nguyễn. Mỗi thời kỳ đều có những nét đẹp tinh hoa riêng và những sự thăng trầm riêng của nó, nhưng tất cả đã gặp lại thành những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và để các bạn có thể cảm thụ được âm hưởng và hoài vị của thời phong kiến, hãy cùng đồng hành với Tấn Huy và Phương Thanh với tiết mục Mỹ Châu Ta Vì Ai. Tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm lỡ để trên đầu, nó thường vô ý trao tay giặt, nên nổi cơ đồ đánh biển sâu. Đêm hoang lạnh, gió quá nhanh, tìm
tình trôi nhanh, thương cho nhân duyên đôi ta thật mong manh. Vùng về nơi lý trí ta khát khao mơ hồ, hỏi thế nhân hỡi ai thấu cho nỗi lòng. Tình đời bao khổ đoan ta đúng sai không màng, liều nơi chân xuôi ta vẫn còn chờ nhau. Lời yêu thương chàng chờ vơ đêm hoang lạnh. Gió qua nhanh, tình trôi nhanh, thương cho nhân duyên đôi ta thật mong manh. Cùng về nơi lý trí ta khát khao mơ hồ, hỏi thế nhân hỡi ai thấu cho nỗi lòng. Tình đời bao khó đoán ta đúng sai không màng, liều nơi chính xuôi ta vẫn còn chờ nhớ. Múa của các bạn trong team múa của câu lạc bộ văn nghệ Cây Cô đã khắc họa nên mối tình ngàn trái của Mỹ Châu và Trọng Thủy.